chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife com học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, vào tuần trước Lê Thái có nói một bản tin về dòng sông, cái màu máu tức là cái màu của nó toàn là màu đỏ mà thôi thì ngày hôm nay như đưa tới cho quý vị một cái nơi ở nam cực cái khu đó nó lạnh vô cùng thường thường mà lạnh á là quý vị nghĩ là ồ nó phải đóng băng nó đóng coi như là không có một cái dòng nước nào chảy phạm tư quý vị nhưng mà nó có một cái dòng nước chảy ra mà cái dòng nước đó giống như là dòng máu cái màu đỏ trên màn hình quý vị cũng thấy thì vừa rồi những cái nhà uh, thám hiểm họ đã khám phá ra cái bí ẩn hàng thế kỷ cái thác máu ở nam cực đã được giải quyết trong uh, cái năm vừa rồi trong tuần vừa rồi và cái thác nước màu đỏ tươi này chảy từ vùng đúc rộng uh, lớn màu trắng của nam cực đã khiến các nhà khoa học bối rối hơn cả một thế kỷ lâu lắm rồi mà họ không có giải quyết được thưa quý vị và giờ đây các nhóm nhà nghiên cứu ở mỹ đã phát hiện ra rằng cái liên kết thác máu với cái nguồn nước mặn có thể bị mắc kẹt dưới sông băng Taylor hơn một triệu năm và nhóm nghiên cứu đã thấy một cái con đường 300 feet nước muối để mà ở dưới cái thác nước này và thác nước đỏ cao khoảng à, tầng à, năm tầng ở thung lũng khô ở McMurdo ở Nam Cực và được biết đấy là một trong những nơi lạnh nhất và ít những cái sinh vật sinh sống ở đó không có không có những sinh vật nào có thể sống ở nơi này hết thưa quý vị và thác máu đã được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1911 bởi nhà địa chất úc Keith Taylor và người đầu tiên khám phá thung lũng sông băng đã được đặt tên theo cái tên của ông và kể từ khi mà được tìm thấy nhiều chuyên gia đã đề xuất nguyên nhân tại sao cái máu nó đỏ thì có người tin rằng là do oxy sắt màu đỏ là kết quả của oxy sắt kết trước khi núi superox chứa sắt với chất oxy trong khí quyển. Nhưng mà đến năm 2006 thì những người, những nhà nghiên cứu này họ đã khám phá đó là một cái lượng muối ở phía dưới ở cái dòng băng này và các nhà nghiên cứu của Mỹ đã theo dõi nước muối bằng cái uh, vô tuyến cái phương pháp ra đà sử dụng hai anten, một là để truyền xung điện và để nhận tín hiệu. Trong khi phân tích các lần quét, nhóm nghiên cứu đã thấy một điều cho thấy là họ họ không có thể mà tin được cái nước lỏng có thể giữ được hình dạng của nó bên trong sông băng cực lạnh. Trong khi các phân tích uh, như vậy thì các nhóm nghiên cứu đã thấy một thứ mà cho đến nay được coi là một cái chất lỏng được giữ hình dạng ở bên trong sông băng cực lạnh chảy qua cái đường dài là 300 phút quý, phút quý thị thấy cái đường ở cái suối đỏ chạy ra thì bên bên hông đó là à, băng hết, nhưng nhà băng, à, những người à, nghiên cứu họ đã nói rằng là cái quá trình đóng băng này à, nó có thể chảy, có dòng suối này nó chảy liên tục, lúc nào nó cũng nóng, nóng hết thưa quý vị. Cái hít tức là cái nhiệt và nhiệt độ đóng băng ở dưới âm độ của nước mặn làm cho chất lỏng có thể di chuyển được. Đó là một trong những cái giải thích của những nhà nghiên cứu vừa rồi thưa quý vị và Khám phá này cũng coi như sông băng Taylor là sông băng lạnh nhất được biết đến và lạnh nhất nhưng có dòng suối thác màu đỏ chảy liên tục như vậy ngày này qua ngày kia. Dạ à, Vâng, à, chúng ta thấy rằng thiên nhiên có những điều vô cùng kỳ diệu ha chị Như Huyền. Các <laughs> Thưa quý vị, à, đối với Hoa Kỳ chúng ta thì hiện nay cái vấn đề mà phá thai nó đang là những cái vấn đề đang gây tranh cãi giữa hai cái viện. Ờ, dân chủ và cộng hòa cũng như rất là nhiều tiểu bang của chúng ta đang nó đang gọi là trong vấn đề chính trị cũng có về cái quyền phá thai của phụ nữ thì nó cũng nằm ở trong nó cũng phải phụ thuộc vào trong cái vấn đề mà của chính trị này ờ, em thiết nghĩ rằng là phá thai thì không nên nhưng mà đối với một số trường hợp thì phá thai nó sẽ là một cái vấn đề nó cần thiết để mà chúng ta áp dụng cho những cái trường hợp vô cùng bất khả kháng mà chúng ta không nên cho cái bào thai nó phát triển. thí dụ như người phụ nữ người ta mà gặp một số cái vấn trục trặc về vấn đề sức khỏe hay là thai bị gọi là quái thai hay là bị sinh non chẳng hạn hoặc là bị những cái trường hợp giống như là bị cưỡng bức cưỡng hiếp này nọ hoặc là loạn luân thì chúng ta nên cho cho những cái người phụ nữ phá thai. nhưng trong những năm tháng vừa qua, quý vị có biết không? Nhật Bản người ta không bao giờ duyệt cái thuốc phá thai cả không bao giờ duyệt được cái thuốc phá thai và cho đến ngày hôm nay thưa quý vị sau khi mà bộ y tế nhật bản phê duyệt cái loại thuốc dùng để mà chấm dứt thai kỳ giai đoạn đầu thì cái thuốc phá thai này sẽ lần đầu xuất hiện tại nước này trong cái thời gian sắp tới và tại nhật bản thì luật pháp cho phép là một người dừng mang thai tối đa với thai tối đa chỉ có 22 tuần tuổi mà thôi tuy nhiên thì cần sự đồng ý của vợ hoặc là chồng hoặc là người yêu người ta đồng ý ký vào cái tờ giấy đó cho đến ngày hôm nay thì mọi người chỉ có một cái lựa chọn duy nhất đó là thủ thuật trong cái thông báo gửi cho nhân viên y tế hôm ngày 28 tháng 4 vừa qua của Bộ Y tế Nhật Bản, á, thì cái bộ này cho biết rằng là họ đã phê duyệt cái loại thuốc phá thai Mifigo của công ty dược phẩm Anh Quốc là Linifama. Và cái hãng này cũng xin cấp phép sản phẩm từ tháng 2 năm 2021 của Mifigo kết hợp với lại Mifepristone ngăn chặn trong cái hốc môn thai kỳ và cái Misoprotone nó kích thích những cái cơn co thắt tử cung của người phụ nữ. Đây là những cái loại thuốc mà tương tự có mặt rất là nhiều ở những cái quốc gia như là Pháp, nè đây là nơi nó chấp nhận cái thuốc phá thai từ những năm 1988 rồi. Và ở Mỹ thì nó phê duyệt từ năm 2000 nhưng ở Nhật Bản thì không có cho phê, phê duyệt trong những năm vừa qua. Và cái thuốc được dùng để chấm dứt thai kỳ trong 9 tuần đầu tiên của thai. Và theo đài truyền hình của NHK của Nhật Bản thì người ta nói rằng là tổng chi phí mà mua thuốc phá, phá thai và tư vấn y tế đó chỉ khoảng là 100.000 yen tương đương hơn 17 triệu đồng. Và cái chi phí này không được bảo hiểm y tế người ta chi trả do đó thì các tác dụng phụ bao gồm là những cái việc mà đau bụng hoặc là chảy máu hoặc là phụ nữ uống thuốc phải ở lại bệnh viện cho đến khi mà những cái vị bác sĩ này người ta xác nhận là phá thai đã thành công trong khi đó thì những cái chi phí phẫu thuật phá thai nó rơi vào khoảng là 100.000 cho đến 200.000 yen, gần 35 triệu đồng. Và các nhà hoạt động tại Nhật Bản cũng đang kêu gọi là chúng ta nên nới lỏng cái chính sách liên quan đến mà mua bán thuốc tránh thai khẩn cấp để mà người dân người ta có thể mua thuốc tránh thai khẩn cấp nếu có ý định của bác sĩ, chỉ định của bác sĩ. Và đây cũng là loại thuốc duy nhất mà người mua người ta phải uống ngay trước mặt dược sĩ để mà ngăn bị bán trên thị trường chợ đen và cái thuốc tránh thai khẩn cấp là cái vấn đề gây tranh cãi ở cái xứ sở mặt trời mọc này thưa quý vị và chia sẻ với cái hãng tin ap thì uh một cái cô gái của nó là cô không thể mua được một cái thuốc tránh thai khẩn cấp trong cuối tuần vì hầu hết là những cái phòng khám người ta đều đã đóng cửa và do không thể uống trong vòng 72 giờ sau khi mà cô quan hệ à, ưng ái đó thì cô phó mặt cho cái số phận là cuối cùng thì cô cũng đã mang thai và đó. tháng 10 năm 2022 thì hội đồng chính phủ đã lập một cái nghiên cứu khả năng bán thuốc tránh thai khẩn cấp tại các quầy thuốc ở các nước giống như là Bắc Mỹ và hiện nay thì Nhật Bản người ta đã chấp nhận cho được bán thuốc rộng rãi ở tất cả các nhà thuốc và đây là một cái thông tin Tinh mừng cho những người phụ nữ mà người ta có thể là trong lúc người ta quan hệ ân ái, ừ. quan hệ tình dục người ta quên mang bao cao su hay là à. quên uống thuốc ngừa thai thì người ta để tránh bị bị có thai thì người ta sẽ uống thuốc này để mà ngăn ngừa trong vòng 72 giờ. That's good. Yeah. Cái đó là mình đã có ở Mỹ lâu lâu, lâu, lâu lắm. Lâu lắm, lắm rồi. Từ năm 2000, lâu, 2000 rồi thưa quý vị. Cách đây 23 năm rồi. Và Nhật bây giờ mới có luôn. Dạ. Yeah. Wow, quá khó luôn. Quá khó. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, quý vị có thấy là uh, năm nay mùa xuân năm nay quý vị đi ra ngoài california đi những nơi những bên hai bên đường hoặc đi tới những đồng bằng hoa everywhere luôn. Lê Thái có thấy không? Những cái bụi hoa dại màu tím, màu xanh, màu vàng đủ thứ đẹp hết. Quá đẹp đẹp quá đẹp luôn thưa quý vị. So... Mưa, mà. Mưa đổ xuống quá nhiều. Yeah. So với là hai ba năm vừa trước là khô cằn cái thời gian này mà mùa xuân thì không thấy gì hết. Rất là khô cằn. Không có hoa, cây cối thì vàng hết, cháy rừng không còn trụi không hết. Mà năm nay quý vị đây là từng vạt hoa màu hồng, màu tím, màu vàng everywhere hết. Thì vừa rồi NASA đã sử dụng cái hình ảnh vệ tinh để mà chụp cái khu rồi ở Bakersfield đó là cái khu Casino Plain National uh, Monument đó là đài tưởng niệm quốc gia ở Casino nó nằm ở phía tây của Bakersfield đó thưa quý vị thì năm này so với cái hình ảnh năm ngoái là xanh rờn và hoa rất là nhiều đây là một cái sa mạc và họ nói rằng là hoa nở rộ vào ngày 6 tháng 4 và kể như cho sắp tới đây, hình ảnh vệ tinh cho thấy một sa mạc đã nở rộ ở Casino uh, ở khu Beckerfield và hình ảnh vệ tinh họ đã cho thấy rằng những cái này nó xanh mướt luôn thưa quý vị và so sánh cái hình ảnh này so với năm ngoái là nó rất là khô cằn và nó không có cái gì hết ở trong ba năm ngoái khi mà California bị thiếu nước và bị hạn hán tổ chức phi lừa nhuận có trụ sở tại Los Angeles đó là Wildflower Native, những cái tiểu bang về hoa dại và thực vật bản địa đã mô tả hiện tượng tự nhiên tại đồng bằng Casino. Đó là một cái siêu nở của California trong năm nay, kể từ năm 2019. Và theo các nhà sinh thái học, California là có 10 khu bảo tồn tuyệt vời trong năm này đã hoa nở rộ và xanh mướt trên khắp mọi nơi và rất là đẹp. Wow. đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy là vui nội nội mà chúng ta lái freeway cái đường mà freeway 91 thưa quý vị khi mà nhìn vào những cái rặng núi này nọ đó thì chúng ta thấy rằng là cái núi nó xanh lè xanh lét luôn cỏ cỏ mọc lên rất là đẹp dạ. và nó xanh thật là xanh cộng với là những cái mùa xuân này hoa nó nở dạ. Dạ. nó làm đẹp thật là đẹp luôn ừ. em hy vọng rằng năm sau cali chúng ta cũng đổ mưa nhiều như vậy đúng không chị dạ nhà vân thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần duyên và Lê thái xin quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ chờ đài